cố tình vi phạm và nhiều lần xin gia hạn để tự tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm. Thế nhưng các hộ kinh doanh không thực hiện. Sau nhiều lần nhắc nhở, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cưỡng chế. Thông tin từ phóng viên Hoàng Dung. Đã hết thời gian xin gia hạn để tự nguyện tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đã lâu. Nhưng hai trường hợp này vẫn không tự nguyện chấp hành mà còn cố tình lảng tránh. Cụ thể là trường hợp của ông Nguyễn Long Dĩ thực hiện hành vi chiếm đất bãi bồi ven biển với diện tích 1.211 m². Trên diện tích này, ông đã xây dựng kè đá, cầu dẫn bungalow. Qua làm việc, ông Dĩ thừa nhận hành vi và cam kết tự tháo dỡ công trình sai phạm trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, đã quá thời hạn nhưng ông vẫn không tháo dỡ. Trường hợp thứ hai là ông Phạm Trung Hiền chiếm hơn 5.000 m² đất để xây dựng kè đá, độ đất nâng cao mặt bằng so với hiện trạng ban đầu. Qua nhiều lần vận động, nhắc nhở, ông Hiền chỉ thực hiện việc khắc phục hậu quả được khoảng 2.000 m² đất cho đến nay. Tính đến tháng 2 năm 2023, thành phố Phú Quốc đã ban hành quyết định cưỡng chế 32 trường hợp, trong đó đã vận động người dân tự tháo dỡ, trả lại đất cho nhà nước quản lý là 4 trường hợp, cưỡng chế 3 trường hợp, còn lại 25 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành cưỡng chế.